Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tô màu con bò màu đen. Con bò. Con bướm. Con hươu. Bỏ rùa. Người tuyết. Xin chào các bạn, mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu. Và mình bắt đầu mình tô màu đây. Đây, mình tô với mẹ ảnh trước. Và con thần lần.
cho đây. Khủng long. Cá nhỏ. Xin chào các bạn, mình đã tô xong nhà. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.